Xin chào quý vị và các bạn. Ngày cuối tháng 3 và 2 ngày đầu tháng 4, vùng áp thấp nóng phía Tây vẫn là hình thế chủ đạo chi phối thời tiết khu vực Bắc Bộ. Do sự phát triển và mở rộng của vùng áp thấp trên toàn Bắc Bộ sẽ có nắng cùng với nhiệt độ tăng đáng kể, nắng nóng xuất hiện trên hầu khắp khu vực. Dự báo mức nhiệt độ cao nhất ngày trên toàn khu vực phổ biến trong khoảng 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ xung quanh ngưỡng 35 độ. Nắng xuất hiện liên tục và có cường độ mạnh hơn tại khu vực Lai Châu, Điện Biên, khu vực Bắc Sơn La với nhiệt độ cao nhất ngày có thể đạt ngưỡng 35 đến 38 độ, có nơi còn cao hơn. Đáng lưu ý về chiều tối và tối tại khu vực Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông cục bộ. Tuy nhiên, mưa dông xuất hiện không nhiều và trong điều kiện có mây đối lưu nhiệt gây bất ổn định nên có nơi sẽ xuất hiện ổ dông mạnh dễ kèm theo lốc sét và gió giật nguy hiểm. Vì vậy quý vị cần hết sức chú ý đề phòng. Dự báo xa hơn từ khoảng ngày 3 tháng 4, một đợt gió mùa đông bắc sẽ hoạt động trở lại tác động đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta. Tuy gió đông bắc hoạt động không mạnh và có thiên hướng lệch ra phía biển, tuy nhiên lại kết hợp thêm với rãnh gió tây trên cao sẽ khiến cho mưa dông có thể xuất hiện trên diện rộng tại miền Bắc trong những ngày sau đó. Lùi xuống khu vực Trung Bộ, vùng thấp nóng cũng sẽ là tác nhân khiến nắng nóng mở rộng tại khu vực này. Nhiệt độ cao nhất trong 2-3 ngày tới được dự báo sẽ phổ biến trong khoảng 33-37 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 38 độ. Còn tại phía Nam, khu vực Tây Nguyên vẫn xuất hiện mưa dông cục bộ vào cuối ngày. Còn trong ngày, trời có nắng với nhiệt độ dao động từ 30-32 độ. Còn tại Nam Bộ, nắng nóng vẫn xuất hiện tại miền Đông khi về trưa chiều với nhiệt độ có thể đạt ngưỡng 35-37 độ. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió chủ yếu ở mức cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, thời tiết có xu hướng tăng mưa rào và dông rải rác trong ngày đầu tháng 4. Cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Bản tin thời tiết cuối ngày 30 tháng 3 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.